À, em phải vuốt tóc cô ấy. Đơn giản thôi. Âu yếm một chút. Đó, em siết chặt vào. Để xem coi cô còn dám tới đây nữa không. Em thấy Kim Anh diễn cảnh rồi chưa có tốt lắm. Hay là anh cho quay lại nha. Coi như là anh cho em làm đạo diễn một cảnh nha. Quay lại phân đoạn vừa rồi. Tại sao phải quay lại? Em thấy ổn rồi mà. Chị Mai nói Kim Anh diễn chưa đạt, bây giờ mình phải quay lại. Anh Hoàng, vậy là sao? Anh làm đạo diễn hay vợ anh làm đạo diễn? Em ôm người con gái em yêu mà sao cứng ngắc vậy? Em phải mềm người ra, nồng nàn hơn, mãnh liệt hơn. Dạ. Và siết chặt vào, hiểu không? Dạ. Anh Hoàng nói rồi, ôm lại cho anh xem nào. Rồi, diễn. Anh. Em. Chưa được. Em chưa có người yêu hay sao? Bộ ấm kỳ vậy. Thì anh cứ thị phạm cho anh ấy một lần đi, chứ cứ diễn đi diễn lại hoài vậy, mất hết cả hứng. Rồi, nè, em bây giờ em phải tập trung em nhìn anh nha. Con diễn sao rồi em làm theo nha. Em qua đây. Đầu tiên nè, từ từ ôm. Đó. Đó. Em phải vuốt tóc cô ấy. Đơn giản thôi. Âu yếm một chút. Đó, rồi em siết chặt vào. Đó, âu yếm một chút. Nhẹ nhàng rồi, thôi. Rồi, chị Mai thấy Mai. Để xem coi cô còn dám tới đây nữa không. Thì anh cứ thị phạm cho anh ấy một lần đi, chứ cứ diễn đi diễn lại hoài như vậy, mất hết cả hứng. Rồi, nè, em bây giờ em tập trung em nhìn anh nha. Anh làm như thế nào thì cứ làm theo ha. Dạ. Em qua đây. Đầu tiên nè, từ từ ôm. Đó. Mình phải giữ anh ấy theo cách của mình. Làm sao mà khóc? Sao vậy? Hỏi không trả lời. Đi quay về đã mệt thì thôi, lại còn nhõng nhẽo nữa. Anh có để ý gì tới em đâu. Anh ôm người khác thì mùi mẫn, còn anh ôm em giống như là đang miễn cưỡng vậy. Người khác lại ôm ai? Còn ai nữa? Con Kim Anh đó. Tại sao trường quay anh ôm cô ta mùi mẫn quá vậy? Có cô ta rồi, cả ngày chỉ biết ôm ấp nhau thôi, về nhà có ngó ngàng gì tới vợ đâu. Em thôi đi, đừng có suy diễn lung tung nữa. Cái gì mà ôm ấp nhau cả ngày? Chính mắt em nhìn thấy ở phim trường hồi sáng này còn gì nữa. Giờ anh còn chối. Anh ôm ngay trước mặt em, anh có coi em ra cái gì đâu. Bây giờ anh coi thường em hay là tại vì anh coi em là người vô hình? Thôi đi, em vừa phải thôi. Em dẹp ngay ba cái trò làm mình làm mẩy đó đi nha. Anh làm quần quật cả ngày, em không xót xa thì thôi, về nhà ngủ giấc cũng không yên nữa. Đúng là tào lao. Anh đi đâu á? Ra phòng khách ngủ. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Xong rồi anh ơi. Xong rồi anh. Chuẩn bị. Diễn. Chị ở lại mạnh giỏi nha. Em phải đi rồi. Em cũng vậy nha. Nhớ giữ gìn sức khỏe ha. Dạ. Cắt. Đúng rồi. Chuyển cảnh đi. Em đi vô hết cho anh, cho anh mượn con. Anh, em thấy Kim Anh diễn cảnh rồi chưa có tốt lắm. Em nghĩ cô phải tươi hơn chút nữa đó. Anh thấy cũng tốt rồi mà. Em thấy Kiều buồn quá. Hay là anh cho quay lại nha. Coi như là anh cho em làm đạo diễn một cảnh nha. Quay lại phân đoạn vừa rồi. Ủa, tại sao phải quay lại? Em thấy ổn rồi mà. Rồi mọi người từ từ. Chị Mai nói Kim Anh diễn chưa đạt, bây giờ mình phải quay lại. Anh Hoàng, vậy là sao? Anh làm đạo diễn hay vợ anh làm đạo diễn? Tôi nói quay lại là quay lại. Cô là diễn viên cái kiểu gì vậy? Đạo diễn nói mà cãi là sao? Vậy bây giờ anh muốn em diễn sao? Anh muốn em diễn từ từ lên chút nữa. Rồi, chuẩn bị máy. Rồi, 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 diễn lại em ơi. Rồi, hai người vô lại vị trí cũ. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Xong rồi anh. Mày diễn. Chị ở lại mạnh giỏi nha. Bây giờ em phải đi rồi. Giữ gìn sức khỏe nha.
Dạ, tốt rồi. Rồi, thay đồ, rồi chuẩn bị phong đại tiếp theo luôn. Anh trợ lý kêu em kìa. Dạ. Làm tốt lắm. Ủa, chị ấy là ai vậy chị? À, là vợ đạo diễn đó em. Trời ơi, vợ đạo diễn mà đẹp quá ha. Chị ấy mà làm diễn viên thì hơn rất nhiều người á. Mà sao anh Hoàng không cho chị ấy đóng vai chính thôi? Chị cũng không biết nữa. Ôi, trời, bả mà đóng vai chính, phim này ma nó xem. Phùng Trang, buổi đầu xong chưa vậy? Backup, làm lẹ lên. Đi thay đồ đi em, ngồi đây làm gì? Hối, suốt ngày hối, chưa chỉnh trang thay đồ làm gì? Bà đây, bà làm lẹ lên, bà nhiều chuyện quá. Anh ơi, mình qua cảnh tiếp theo nha. Ok, dạ. Cảm ơn em. Anh, thôi em về trước nha. Để cho anh làm việc. Nhưng mà tối nay anh không quay đúng không? Không. Thôi em về em nấu cơm cho anh ăn nha. Được rồi.